Bố đẻ lật kèo với Angelo đưa Messi về lại Barcelona. Ông Jorge Messi, cha đẻ đồng thời là người đại diện của Lionel Messi khiến cho cổ động viên và bộ lao động câu lạc bộ Angelo phải lo âu, nhưng ngược lại, phía Barcelona lại rất vui mừng. Chủ tịch Laporta đang làm tất cả những gì có thể để đón Edgar về với sân Nou Camp. Theo nhà báo người Tây Ban Nha, Toni Juanmarchi, La Liga đã thông qua thương vụ Messi. Sau khi được La Liga đồng ý, chủ tịch Laporta vừa có cuộc gặp ông Jorge Messi. Sau cuộc gặp, chủ tịch Laporta, cha đẻ đồng thời là người đại diện của Messi, khẳng định con trai ông muốn trở lại Barcelona và bản thân ông cũng thích thế. Leo muốn trở lại Barcelona và tôi cũng muốn Leo trở lại. Trở lại Barcelona là một lựa chọn, chắc chắn là thế. Tôi tin rằng Leo có thể trở lại. Hiện tại, Barcelona và ông Jorge Messi đang thương thảo hợp đồng. Nếu các điều kiện cá nhân được đáp ứng, Messi có thể sẽ có lần thứ hai khoác áo Barca trong sự nghiệp. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca chỉ có thể trả Messi mức lương 12 triệu euro trên năm. Trong khi đó, Angelo chào mời tuyển thủ Argentina mức thù lao 500 triệu euro trên năm. Về phía Inter Miami, đội bóng của ông Beckham sẵn sàng trả Messi 50 triệu euro trên năm. Nhưng cách đây ít ngày, Messi được cho đã đạt thỏa thuận với Angelo và anh sẽ ra mắt trong hôm nay, mùng 6 tháng 6, giờ địa phương. Tuy vậy, với kiểu nói chuyện úp mở của bố Messi, người ta cũng đang hoang mang về tương lai của anh.